Chào mừng các em đến với kênh Hề Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dạy các em toán lớp 8 sức cánh diều. Trong lúc xem bài giảng, Hề Liêm các em khá dễ hiểu. Các em sẽ bấm click và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem nha. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp bài số 4 chương 2 sức cánh diều. Hôm nay mình sẽ học tiếp số 4. Như là hôm trước mình học tiếp 1, 2, 3. Giờ em nào chưa xem tiếp 1, 2, 3, các em có thể vào kênh Hề Liêm. Các em sẽ vào danh sách phái toán lớp 8 cánh diều các em xem nha. Giờ hôm nay mình sẽ làm tiếp bài tập của số 4, quy đồng một khớp các phần khớp trong mỗi trường hợp sau. Giờ bây giờ mình sẽ làm câu A trước nha. Như vậy ở đây mình thấy là đây là 2 phần x trừ 3 và 3 phần x cộng 3y, x trừ 3y và x cộng 3y, thì mình sẽ chọn mẫu khớp chung chính là tích của hai cái mẫu này. Như vậy trước hết mình sẽ chọn mẫu khớp chung là x trừ 3y nhân cho x cộng 3y. Tiếp theo mình sẽ tìm nhân tử phụ của các mẫu khớp trên lần lượt là như vậy. Nhân tử phụ của các mẫu khớp trên lần lượt là như vậy, bên đây mình sẽ nhân tử và mẫu cho x cộng 3y, đúng này. X cộng 3y. Và bên đây khi mình sẽ nhân tử và mẫu cho x trừ 7. Đúng này. Giờ vậy. Như vậy bên đây mình sẽ nhân tử và mẫu cho x cộng 3. Hai phần x trừ 3 viết lại. Bây giờ mình sẽ nhân tử và mẫu cho x cộng 3. 2 nhân cho x cộng 3. Phía dưới là x trừ 3 nhân cho x cộng 3. Đúng này. Giờ tiếp theo bên đây thì mình sẽ nhân tử và mẫu cho x trừ 3. Như vậy 3 phần x cộng 7 nhân tử và mẫu cho x trừ 7. Như vậy số 3 sẽ nhân cho x trừ 7. X cộng 3y nhân x trừ 7. Đúng nè. Giờ như vậy là mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B nhé. Câu B mình cũng làm tương tự thôi. Như vậy bên đây sẽ là 7 phần 4x cộng 24. Bên đây là 13 phần x bình trừ 36. Giờ bây giờ mình sẽ biến đổi hai cái mẫu này để tìm cái phần giống nhau để mình chọn được mẫu khớp chung. Như vậy ta có bốn x cộng 24 sẽ bằng như vậy là mình sẽ thấy là đây là 4, đây là 24, 24 chính 4 nhân 6 giúp 4 ra làm nhân tử chung, đúng không? Như vậy sẽ còn lại x cộng 6. Đúng không? Giờ tiếp theo ở bên đây x bình trừ 36 thì 36 chính là 6 bình phương, đúng không?
Nhi x bình trừ 36 chính là x bình trừ 6 bình phương. Mình sẽ biến đổi một chút nha. X bình trừ 6 bình phương. Như vậy mình sẽ áp dụng hành đẳng thức là a bình trừ b bình sẽ bằng a trừ b nhân a cộng b. A trừ b có nghĩa là x trừ 6 nhân cho x cộng 6. Giờ bây giờ mình sẽ chọn mẫu thức chung. Chọn mẫu thức chung là như vậy là mình sẽ có 4 nhân x cộng 6. Bên đây x cộng 6 hai cái giống nhau mà chọn một cái thôi. Như mẫu thức chung sẽ là 4 nhân x cộng 6 nhân x trừ 6 nha. X cộng 6 nhân cho x trừ 6. Giờ sau đó mình sẽ đi tìm nhân tử phụ. Nhân tử phụ của cái mẫu trên lần lượt là ở đây là nhân tử phụ của các phân thức trên cũng được nha. Nhân tử phụ của các phân thức trên lần lượt là như vậy là mình sẽ lấy mẫu thức chung này chia cho cái mẫu bên đây. Cái này chia cái này thì giống nhau nè, chỉ còn lại là x trừ 6. Đúng rồi. Giờ cái này chia cái này thì mình thấy là hai cái phần này giống nhau còn số 4, như vậy cái này chia số này còn lại số 4. Đúng rồi. Như vậy mẫu thức nhân tử phụ của hai phân thức trên lần lượt là x trừ 6 và 4 nha. Vậy mình sẽ nhân tử và mẫu cho nhân tử phụ. Mình sẽ viết lại phân thức 7 phần 4x cộng 24 giờ như mình sẽ biến đổi cái mẫu một chút. Như vậy giúp số 4 ra sẽ là 4 nhân cho x cộng 6. Giờ sau đó mình sẽ nhân tử vào mẫu cho x trừ 6. 7 nhân cho x trừ 6. Phía dưới thì mình 4 nhân cho x cộng 6. Nhân tiếp cho x trừ 6. Đúng rồi. Giờ phân thức bên đây cũng vậy. Mình sẽ viết lại cái đề 13 phần x bình phương trừ 36. 13 phần x bình phương trừ 36. Như là 13 viết lại. Mình sẽ biến đổi ở đây sẽ thành là x trừ 6 nhân x cộng 6. Đúng không? X trừ 6 nhân cho x cộng 6. Sau đó mình sẽ nhân tử vào mẫu cho 4 luôn. 13 nhân 4. Phía dưới là 4 nhân cho x trừ 6 nhân cho x cộng 6. Bằng 13 nhân 4 thì bằng 52. Mẫu thức viết lại x trừ 6 nhân cho x cộng 6. Giờ như vậy là mình xong câu số 4 nha. Câu số 4 kèm hiệu bài, kèm sau hết video, hãy biết kèm hiệu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 5. Cho hai hình chữ nhật ABCD và MNPQ như hình số 1. Các số đo đo trên hình tính theo đơn vị là cm. Viết phần thức biểu thị
tỷ số diện tích của hình chữ nhật ABCD và hình chữ nhật MNBQ. Mời sẽ quan sát hình số 1. Hình chữ nhật ABCD có chiều dài là x cộng 3, chiều rộng là x cộng 1. Hình chữ nhật MNBQ có chiều dài là x cộng 1 và chiều rộng sẽ là x. Như vậy mình sẽ, người ta kêu viết phân khác biểu thì tỷ số diện tích. Thì mình sẽ đi tìm diện tích của, mình trả lời luôn cũng được, đúng cho nó nhanh. Dạ. Người ta yêu cầu mình làm gì thì mình làm cái đó. Phân khúc. Mình trả lời là phân khúc biểu tỷ số diện tích của hình chữ nhật. A, B, C, D và hình chữ nhật. MNPQ là như vậy là phân khúc biểu thị. Phân khúc biểu thị tỷ số diện tích của hình chữ nhật ABCD và hình chữ MNPQ là như giờ mình sẽ lấy diện tích của hình chữ nhật ABCD thì mình sẽ lấy chiều dài nhân chiều rộng x cộng 3 nhân x cộng 1 đúng này x cộng 3 nhân cho x cộng 1 chia cho diện tích của hình hình chữ nhật MNBQ là x cộng 1 nhân x như vậy là mình thấy là x cộng 1 giống nhau mình sẽ chia tử qua 1 cho x cộng 1 như vậy phía trên sẽ còn là x cộng 3 phía dưới còn lại đúng này như vậy mình xong câu A mình sẽ qua tiếp câu B. Câu B. Câu B mà tính giá trị phân khúc đó tại x bằng 2 và tại x bằng 5. Như vậy là với x bằng 2 thì như vậy ở đây mình sẽ để là tỷ số diện tích có nghĩa là diện tích của hình chữ nhật ABCD trên diện tích của hình chữ nhật MNVQ. Đúng này. Như vậy tỷ số diện tích này sẽ bằng như vậy mình sẽ khế vô chỗ nào có x thì mình khế bằng số 2 đúng không? Như vậy là x cộng 3 có nghĩa là 2 cộng 3 x có nghĩa là số 2 2 cộng 3 là 5, 5 phần 2 đúng này. Tiếp theo là với x bằng 5 với x bằng 5 thì mình chỗ nào có x thì mình khế bằng số 5 thôi. Đúng này như x cộng 3 có nghĩa là 5 cộng 3 phía dưới sẽ là số 5 như vậy là 5 cộng 3 là 8 8 phần 5 như vậy là mình xong câu số 5 nha. Câu số 5 kem hiểu bài cái sau bấm click video hãy biết kem hiểu bài tiếp theo mình sẽ đến câu số 6. Câu số 6 người ta nói là chị Hà mở một xưởng thủ công với vốn đầu tư ban đầu gồm có xây dựng nhà xưởng, mua máy móc vân vân, tất cả là hết 80 triệu đồng. Biết chi phí đặt xưởng, sức tiền vật liệu mua vật liệu
Lương nhân công một sản phẩm là 15.000 đồng. Gợi ý là số sản phẩm mà xưởng của chị Hà làm được. Như vậy để đầu tư cái xưởng này cần 80 triệu. Chi phí để sản xuất gồm có tiền tiền mua vật liệu, lương công nhân, tiền điện này kia, tiền thuế này kia thì khoảng là một sản phẩm là 15.000 đồng. Gợi ý là số sản phẩm mà xưởng chị Hà làm được. Câu A là quyết đa khước biểu thị số tiền đơn vị là 1.000 đồng đã bỏ ra để làm được ít sản phẩm. Đúng không? Giờ như vậy là câu số 6 các em sẽ làm như sau. Câu nghe chứ. Như vậy là mình sẽ có là chi phí xây dựng nhà xưởng mua máy móc là 80 triệu. Ta có 80 triệu đồng. Thì sẽ bằng 80.000 của 1.000 đồng trong này. Tám mươi triệu đồng thì chính là 80.000 của 1.000 đồng. Đúng này. Ở đây người ta kêu mình chuyển qua đơn vị 1.000 đồng nên mình phải đổi 80 triệu đồng này thành là 80.000 của 1.000 đồng. Đúng này. Giờ tiếp theo người ta kêu mình quyết đa khước biểu thị thì mình trả lời là đa khước biểu thị. Số tiền đã bỏ ra để làm được ít sản phẩm. Lại. Như vậy tiền xây dựng nhà xưởng là 80.000 của 1.000 đồng cộng cho một sản phẩm làm ra là 15.000 đồng mà ít sản phẩm như vậy là mình sẽ lấy 15 nhân ít. 15 nhân ít thì chính là 15 ít. Đúng này. Tiếp theo là câu B. Câu B người ta kêu mình quyết phân khúc biểu thị chi phí đơn vị 1.000 đồng để tạo ra một sản phẩm theo ít nhé. Như mình trả lời là phân khúc biểu thị. Chi phí để tạo ra một sản phẩm hiệu ích. Như vậy ở đây là tổng chi phí để tạo ra được ít sản phẩm. Như vậy để tạo ra được tính chi phí để sản xuất ra một sản phẩm thì lấy này mình sẽ chia cho ít sản phẩm đúng này. Nhưng mà sẽ được là phân khúc sẽ là 80.000 của 1.000 đồng cộng 15x chia cho x. Tiếp theo mình sẽ làm câu C. Câu C người ta kêu tính chi phí để tạo ra một sản phẩm nếu x bằng 100. Giờ chi phí để tạo ra một sản phẩm nếu x bằng 100 là như vậy chi phí để tạo ra sản phẩm nếu x là 100 thì là như vậy mình chưa biết là cái này mình khai x bằng 100 đúng không? Như vậy x này mình khai bằng 100, 15 nhân 100. Và x đây mình khai bằng 100. Như vậy bằng bao nhiêu mà sẽ tính ra luôn nhé.
Nhi là 15 nhân cho 100 sẽ là 1.500. Mình sẽ bấm máy tính. 80.000 cộng cho 15 nhân 100 chia cho 100 bạn. Kết quả là 815. Bằng 815. Đơn vị sẽ là nghìn đồng. Giờ tiếp theo thì mình sẽ tính chi phí tạo ra sản phẩm nếu ít bằng 1.000. Như vậy mình sẽ khai ít bằng 1.000. Mình sẽ viết lại cái này. Mình khai ít bằng 1.000. Ở đây sẽ bằng 15 ngăn 1.000 là 15.000. 80.000 cộng 15.000 sẽ là 95.000. 95.000 chia cho 1.000 sẽ bằng 95, đúng không? Như kết quả là 95.000 đồng. Như vậy là mình thấy là nếu mà ít càng lớn thì chi phí để tạo ra một sản phẩm càng nhỏ, đúng không? 1.000 sản phẩm thì chi phí để tạo ra sản phẩm chỉ có 95.000 đồng. Như vậy câu này các anh em trả lời là nếu ít càng tăng thì chi phí để tạo ra một sản phẩm càng càng thấp, đúng không? Giờ như là mình xong câu số 6 nhé. Câu số 6 các em hiểu bài, các em xong hết video. Hẹn với kênh thứ ba. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, các em khá giảng về hiệu quả khích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hải Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hải Liêm nha. Hãy chúc các em học tập, tạm biệt kiếm nha.